Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Và Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Còn ở giữa anh em ha, thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một con nhìn nó khá là to anh em ha. Ở đây em hay gọi nó là con khủng long đuôi chuột anh em. Nó mang một cái dáng của nó giống như là những cái con đồng hồ cây ba buồng công anh em ha. Đó, nó giác vô nhìn nó, cái thùng nó là thùng giống như là con ba buồng công đó nè. Và như tiêu đề em có miêu tả thì mấy cái này là phù hợp cho những anh em mà thích vừa cổ vừa to vừa bự đó. Anh em vừa cổ vừa to vừa bự nữa đó, dành cho những cái không gian nó tương đối lớn chút xíu anh em đó. Rồi anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ khủng long đuôi chuột này nó có cái gì hay anh em. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà GB anh em ha, Gustav Fischer anh em. Gustav Fischer là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức anh em ha. Quá trời nổi tiếng rồi, nó sản xuất ở thế kỷ 19 và qua tới thế kỷ 20 anh em ha. Rất là nổi tiếng nha anh em. Gustav Fischer là một trong những cái thương hiệu đình đám của Đức nha. Sau này là Junhan nó sáp nhập lại Junhan em ha, Junhan nó mua lại luôn cái hãng này luôn. Đó là nó phát triển luôn. Thì anh em thấy cái thiết kế nó na ná nhau nè em ha. Đó. Ở trên nó cũng là con GB nè, đây cũng là con GB nè. Anh em thấy cái mặt nó giống như cái mặt cười vậy. Cái kiến của nó, đó là nó thiết kế chung anh em ha. Đó nó có những cái nét tương đồng với nhau. Đó anh em thấy cái đùi của nó, nét tương đồng. Cấu hình của nó là 8 đồng 8 múa anh em. Chơi một bản Westminster truyền thống điểm chuông 15 phút chạy tuần anh em ha. Mỗi chiếc đồng hồ đều có cái mã số anh em. Con này nó có cái mã nó là 3L0445 anh em ha, 0445. Kích thước của nó là cao tổng thể là 95 cm, là nó gần 1 m anh em, gần 1 m. Ngang nó là 49 cm, ngang nó gần 50 ha, và độ sâu của nó là 22 cm, đường kính mặt số của nó là 18 cm. Và con này anh em thì nó ở ngoài anh em nhìn nó rất là to nha anh em, và nó nặng lên tới 19 kg nha, cho nên là cái việc mà treo lên mà để lắp anh em đó thì nó cũng, nếu mà anh em nào mà lớn tuổi yếu thì anh em cần phải nhờ thêm hai thanh niên để mà ôm bế nó lên anh em ha. Đó nặng, anh em lưu ý nha, nó nặng 19 kg nha anh em, 19 kg, nó gần 20 kg đó. Mà 20 kg thì cái bình thường thì anh em mình cầm rất là dễ, nhưng mà 20 kg trên mỗi con hồ nó không có gì, khi nó có thế nè, khi mà anh em mình treo móc lên tường thì đòi hỏi phải hai người đó. Rồi anh em thấy mà toàn bộ của nó đều là gỗ gụ hết anh em. Anh em coi cái vân sớ gỗ gụ nè, anh em thấy gỗ gụ không? Đó gỗ gụ, anh em thấy không? Đó. Và con đồng hồ này nó đã 100 năm tuổi rồi anh em ha. Đó, có nghĩa là nó, đây gọi là đồng hồ cổ anh em, cả 100 năm tuổi rồi anh em ha. Đó, mà nó còn giữ được một cái vẻ đẹp như thế này thì thật sự mà nói là rất là quý anh em. Và đặc biệt là nó không có một chút mối mọt gì hết nha anh em. Anh em chơi với em thì biết là mối mọt là em bỏ do lộn mị khỏi cứu anh em ha. Đó, đặc biệt những cái dòng này thì anh em lưu ý nhất là những mối mọt anh em. Đó, khi mà nó mối mọt một cái là nó mất giá trị đi. Còn hồ nào anh em để ý mà nó bị mối mọt thì nó mất giá trị anh em ha. Đó, mà đặc biệt nó không còn mối mọt. Anh em thấy cái gỗ thịt tại sao mà nó gần tới 20 kg anh em, thì toàn bộ thân vỏ của nó đều là gỗ thịt hết. Mà anh em biết gỗ gụ thì nó rất là nặng anh em ha. Đó, gỗ gụ thì nó rất là nặng. Đó, anh em nào chơi gỗ thì anh em quay như vậy thì anh em thấy rồi. Đó, anh em chơi những cái con hồ này ba đời, nếu mà nhà anh em không có một, anh em chơi ba đời dán giữ kỹ, xin lỗi xưa xì nghe gì nó nè, nó làm quá chắc chắn anh em, mà quá cứng đó, anh em coi cái đầu trên của nó, trên đây thì anh em thấy nó bằng phẳng anh em ha. Và cái này anh em thì anh em mình để một cái vật gì đó nhỏ nhỏ ở trên cũng được anh em, nếu mà anh em mình chơi kiểu đi sai được co, để một cái vật gì đó nhỏ nhỏ ở trên đây hết bài được anh em. Đây là nó nguyên có mặt phẳng ha. Và những cái con đồng hồ mà trên những cái mặt phẳng như thế này em giao lưu rất nhiều, anh em để những cái vật nhỏ nhỏ ở trên trang trí thêm rất đẹp nha. Anh em thấy ốc nhít của nó kiềng, anh em thấy nó kiềng cái bộ vỏ lại đó, cực kỳ chắc chắn anh em ha. Đó. Và bên em đã kiểm tra kỹ hết rồi, anh em còn cái bát treo tường
và bá lửa luôn, nó mới chèo nổi nha anh em. Ăn sao nó còn hai bách kẹp nữa. À, rồi nó thiết kế này thấy nó nhìn nó cổ điển rồi nè, nó còng, nó còng chỉ trên nó còng. Đây thì nó ốp một miếng đồng anh em ha, trên này nó cũng một miếng hoa vàng đồng, này nó cũng có một miếng hoa vàng đồng. À, đây là cái phần ở bên phải nè, đó tất cả đều gỗ gụ hết ha. Đó, anh em thấy đó, thiết kế như con ba buồn anh em ha, như con ba buồn, đó, như đồng hồ tủ cây ba buồn mà nó là treo tường. Anh em coi nó nhìn nó mộc mạc đã rồi anh em, mộc mạc ha, đậm chất cổ điển. Ôi, bên này là cái phần hông ở bên trái này nè, anh em coi nhìn nó nồi đồng của đá thiệt. Đã anh em ha, vậy cùi anh em ngủ thịt không. Rồi ở đây thì nó có một cái tiện chính giữa anh em ha, đó một cái cây tiện chính giữa nè, ở đây cũng có một cái cây tiện chính giữa nè, rất đã nè. Thì cái trên mấy cái con thùng bè anh em, mà anh em nghe thùng bè ba buồn á, thì nó thiết kế nó cũng vậy anh em ha. Bên này là bích luôn, anh em thấy hông bên này là bích luôn, bên này là bích luôn, mở ra là nó như một cái con hồ bình thường anh em ha. Đó, mấy con mà thùng bè ba buồn á, nó cũng thiết kế là ná vậy nè ha. Trên này nè, ở đây là nó không phải là mặt kiến mò anh em ha, mà nó mặt kiến thẳng, mà mặt kiến thẳng của nó độc lắm anh em thấy nó vát luôn, vát cạnh luôn. Đó, mặt kiến thẳng ha, à, vát cạnh luôn, miếng kiến nó dày mà nè. Nhìn phê đó nè. Ở đây thì nó sẽ có một cái viền đồng tạo điểm nhấn nè ha, tạo điểm nhấn đẹp. Rồi xuống dưới thì anh em thấy đây nó có một cái chìa khóa anh em ha, mở khóa nè, đó mở khóa nè, chìa khóa đèn thui luôn. Đó, chìa khóa đèn, anh em thấy mần gỗ, đó mần gỗ, đó, gỗ thịt khiếp đảm rồi nè. Đó, đây thì đương nhiên sẽ là một cái kiến mài anh em ha, giống nhau hết nè, đó design là như nhau anh em ha, đó, design là như nhau. Đó, một miếng kiến mài vát cạnh to bản anh em ha, đó to bản. À, đằng trước à, to bản đằng trước à, thiết kế chung thôi. Rồi ở dưới đây nó cũng lượng đang thấy không à, lượng à, lượng à, lượng qua anh em một xíu, anh em thấy bản lề nó đã lắm đây nè. À, rồi phía phần dưới là cái đuôi chuột anh em, à, em thấy ốc vít à, đây cái đuôi chuột à, đuôi chuột rời anh em ha. Thường mấy con này là đuôi chuột dính luôn, dính luôn. Con này là nó rời anh em ha, tại do nó quá nặng anh em, khi mà di chuyển á là mình sẽ gỡ nó ra anh em, gỡ cái đuôi này ra. Nó ở đây nó có hai con chốt cố định thôi, định vị anh em, chỉ cần gắn bắt hai vít này là xong, là tại nó quá nặng nên em. Rồi đây cái đuôi chuột đó, đuôi chuột. Rồi ốc chân tường đó, cực kỳ quan trọng luôn, ốc chân tường cực kỳ quan trọng nha nè, sẽ giữ cố định cái con hồ cho anh em mình ha. Rồi anh em mình soi trong đi, anh em thấy cái gỗ thịt nó, cái cửa nó, gỗ này là chắc khoảng 3 phần rồi nè, 3 phần đó, 3 phần gỗ đó, kiến mài đó, lẹp phần gỗ đó, anh em thấy kiến nó độc không nè đó. Kiến nó mài mát luôn em ha, đó, lẹp đầy đủ hết rồi, chỉnh chu lắm. Anh em chơi đồ của em mà anh em biết đồ đạc phải nó chỉnh chu anh em ha. Đó. Rồi anh em coi cái mặt số. Đó, mặt số zin nha. Mặt số zin nha anh em. Anh em thấy mất tức thời gian. Đó, mặt số zin. Đó, chữ nghĩa còn đầy đủ anh em ha. Chưa phai chữ nào ha. Đó, cặp kim Xuân Hanh GB nè. Đó, đặc trưng. Đó, mất tức thời gian anh em. Mà còn giữ được như vậy anh em thì cái mặt số này nó là em gọi nó 9 điểm anh em ha, 9 điểm. Quá đỉnh. Quá đã luôn anh em ha, quá đã. À, đây này nhìn rất là phê nè, đó viền. Đó nó xì zin. Rồi, ốc anh em, ốc cầu. Đó, ốc cầu, ốc cầu. Đó, ốc cầu. À, ốc cầu đầy đủ hết anh em ha. Đó, đầy đủ hết. Rồi. Một cái hậu nó dày nè anh em. Cái hậu của nó thớt hậu nó dày cứng khừ, cứng khừ. Rồi anh em
Đây cái phần quả lắc anh em, đó, quả lắc, đó, quả lắc đặc trưng của Xuân Hà anh em, chưa bê, đó, Xuân Hà này bê, đó, đây thì nó sẽ cấn một cái lỗ kim chút xíu đây, anh em. Cấn một lỗ kim nhỏ đây ha, đó, nước xì dìn nha, đó, trùng màu với lại vật số, đó, rồi, đây anh em thấy không, đó, đây thì nó sẽ tới đây nó hết anh em ha. Cái buồn này đó, y chang như là thiết kế con thùng bè ba buồn đó, toàn bộ đều gỗ thịt hết nè, cứng khư luôn nè, nặng. Rồi đây nè, ở dưới đây là phần dưới nè ha, đó, sạch sẽ nè ha, chơi với em thì em biết không có bụi ha, không có mang bụi về nhà nha, chỉ mang cái sạch cái đẹp về nhà thôi, chìa khóa đó, chai dầu tặng kèm, thước cân tặng kèm nè ha, đó, dầu chàm hồ. Ở mấy cái này thì em có bán trên Shopee nè ha, anh em mình mua về sử dụng ha, em là sử dụng hàng ngày ha, đó, và kim mồi dài rất sẽ sử dụng ha, em có để cái link cho mình biết á, anh em nào mà thiếu thì anh em có thể lên Shopee anh em mình đặt ha, đó, em sử dụng hàng ngày, cái mồi rất dài rất là dễ chai, nhất là mấy con hồ cây, con hồ cây phải có cái cây này mới chai được anh em ha, tại nó là hồ cây cái máy lớn, cái kim nhỏ thì anh em chọn không tới. Đó. Rồi đây mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao à, nó chạy một chiếc máy GB anh em ha, một chuyện anh em đó, cái chuyện này á, thì một á, là nó nằm ở thế kỷ 19 anh em, hai nữa là nó nằm ở đầu thế kỷ 20 trong cái giai đoạn đó anh em ha, đó nghĩa là nó 100 năm tuổi rồi anh em, 100 năm tuổi rồi đó. Và chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha, và nó cũng là một cái sự khác biệt ha. Anh em lưu ý chơi với bên em thì nếu anh em có đem qua sửa chữa thì bên em không có vệ sinh lau dầu 300 ngàn gì hết nha, mấy cái đó là bên em không có làm nha anh em. Đó. Một con đồng hồ anh em thì nếu như mà nó em từ bên ngoài đem về anh em, đa số là nó hỏng hóc hết, không có con nào chạy nổi nữa. Thì anh em cứ nghĩ đi, nó là cơ khí chuyển động, chuyển động thì nó có hao mòn anh em ha, hao mòn là nó sẽ phát sinh hư hỏng, chuyện đó rất là bình thường anh em. Cho nên là một chiếc máy đồng hồ là cái mình phải can thiệp bảo dưỡng fix hết tất cả các lỗi anh em ha, đó thì mới hoạt động tốt được. Còn lau dầu vệ sinh anh em thì chẳng qua nó chỉ là giống như cái việc mà anh em đi chiếc xe nó dơ, anh em đi lên đồ tiệm anh em mình rửa thì nó không mang ý nghĩa gì hết anh em, nó chỉ mang ý nghĩa khi chiếc máy anh em nó còn hoạt động tốt anh em ha. Còn nếu như mà cái máy của anh em bị lỗi thì anh em có tắm dầu đi nữa không chạy nổi anh em ha. Và chiếc máy là được bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, đây. Giấy trắng mực đen anh em ha. Đó, giấy trắng mực đen bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha. Đó. Anh em biết là tại sao mà em dám tự tin bảo hành cho anh em mình chơi lên đến 5 năm mà. Đó, anh em mà chơi lâu với em rồi thì anh em biết là bên em mà chuyên sửa chữa đồng hồ anh em ha. Chuyên sửa chữa máy thất thân vỏ phụ kiện đồng hồ. Đó, cho nên là chiếc máy là được kiểm tra rất là kỹ anh em. Đó, bảo dưỡng fix hết tất cả các lỗi anh em ha. Rồi mời anh em nghe Washington sáng cơm sườn nha, à, nó qua sáng cơm sườn anh em, anh em nghe chưa bằng nước tương nha. À.
rất là hay đúng không anh em. Con này đó, anh em là cái cùi qua thị, anh em cùi qua thị thì nó sẽ có hai dòng anh em ha. Cái dòng này là dòng đời trước nè, dòng này là nó còn là GB anh em. Đó, thì nó sẽ cao hơn chút xíu ha, cái độ cao nó nhú lên xíu. Còn mà cái đời mà của thằng Suna đó anh em thì nó sẽ có cái chữ H gì đó. Đó, nó nằm bên này nè, nó có hai, bên này nó có chuyện chữ, bên này nó có chuyện số anh em ha. Đó, còn cái đời này là đời trước. Đó, anh em mình cũng phân biệt được ha. Đó, âm đúng chất của con hòa thị anh em. Nghe rất là hay anh em ha. Đó, nghe rất là hay anh em. Ok anh em. À, với một mức giá thì đương nhiên nó cũng sẽ khá rác nha anh em. À, những cái con như thế này thì thật sự mà nói để mà kiếm mà chơi sưu tầm anh em thì cũng rất là khó anh em ha. Đặc biệt thì nó sở hữu cho mình một cái ngoại hình cực kỳ khủng anh em ha. À, mức giá nó cũng khá rác nha anh em. Khá rác để mà sở hữu nha. À, anh em nào quan tâm thì anh em cứ liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại em để dưới màn hình hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.